Xem hết video, đã con mắt luôn thành quả của em cạo hôm qua, sáng nay đánh đông ok quá tuyệt vời. Hôm nay lên cho cặp quả của em hôm nay như thế nào nhé mọi người. Do ngủ muộn quá, 8 giờ dậy, giờ đi đánh đông nhỉ. Cần cây thứ nhất này, cả này cũng đã. Mời để. Rồi cái phần thứ hai là cây thứ hai nhé mọi người. Đó. Cây gặp đục nằm thứ nhất này, là mổ cũng không được nha mọi người. Đó. Đó, mình oh my god! Wow! Tiếp theo nữa là cây thứ ba nhé mọi người. Mình mở cho mọi người xem rồi. Mở cho mọi người xem luôn này. Đó. Cũng để chém nha mọi người. Ok luôn. Cây thứ tư nha mọi người. Đó. À, chém luôn. Cây này cạo xuôi nha mọi người. Cây nhà mũ nha mọi người. Rồi sang lên tiếp theo nữa. Bây giờ là có em phun ngày thứ ba nha mọi người. Thấy vàng úa luôn. Giống như mùa thu lắm nha mọi người. Vàng úa luôn. Đó, nhà bên cạnh kia là họ chú phun những người của công ty. Bây giờ lên tiếp theo nữa. Đó, tiếp theo đường mòn nhé mọi người. Đây đường mòn họ đi làm nhé mọi người. Đó. Xấu lắm mọi người. Rồi trời mưa này toàn tuột lắm. Chai thuốc phun này. Đó. Đây là ni lông hứng nước mưa nhé mọi người. Đó, cái tiếp theo này. Đó. Mình cạo được năm thứ nhất này. Nó cũng có mũ nha, mũ nhiều lắm mọi người. Đó. Thành quả của em này. Đến tiếp theo cái tiếp theo nữa. Mệt quá. Thở dài luôn nha mọi người. Mệt. Xả tiết trên kia mà lên tới từ này. Bây giờ đánh đông nha mọi người. Lên từ kia tới từ kia tới đỉnh này. Bây giờ đây là can của nước phèn nha mọi người. Nước phèn chua nha mọi người. Mình pha lẫn rồi, pha sẵn rồi. Ít nước thôi. Bây giờ mình khuấy đều này. Khuấy đều này. Đó. Xanh đặc luôn mọi người. Đó, cạo nằm thứ nhất này đục nha. Chuyển sang cái thứ hai nữa. Xem cái thứ hai nó có mũ không. Buồn lắm mọi người, hết lắm. Khô bình cạo nhé. Cây này khô bình cạo. Đừng ngoài nhiều mũ, bây giờ nó khô bình cạo luôn này. Mình vẫn đan đông cho nó nhá. Nghiêng cho nó. Cho nó khô mũ. Rồi, chuyển sang cái tiếp theo. Anh chị em nào mà xem clip của mình nhớ ủng hộ cho mình nhé, like, chia sẻ, comment cho mình. Đó, cây tiếp theo này. Cây này nhiều mẫu này, năm ngoái cũng có nha. Biết nhiều mẫu luôn, cây này tương đối luôn. Đây, chạy mẫu nhiều lắm mọi người. Khuấy đều này. Nó xanh đặc luôn nhá. Chìm xuống, nhìn chìm xuống cho nó, bây giờ mình khuấy đều này. Đó. Cái này là dăm của mẹ cạo nha. Bỏ chung luôn. Đó. Cây này không có mổ nha. Cây tiếp theo này. Có mổ không biết. À ok luôn. Cũng trong đôi nhiều chén nha. Đó. Giờ quay đều luôn cho nó xanh đặc. Mổ mình cạo từ hôm qua tới bây giờ nó chưa đông nha mọi người. Mình chỉ có lấy nước phèn mình đan đồng nó mới sánh nha. Rồi, ok luôn, phần thứ hai nữa. Anh chị xem clip của mình nhớ đăng ký kênh này. Anna Vlog hoặc là Instagram hoặc là YouTube Anna Vlog nha. Nhớ ủng hộ kênh cho mình nhé. Đó, cảm ơn mọi người rất là nhiều xem kênh của mình. Đó, cũng tương đối nhiều nha. Cho nó ít thôi, mình quay đều cho nó sẵn luôn. Đó, cảm ơn mọi người đang xem nha. Nhớ ủng hộ kênh cho mình, follow cho mình team nha. Bye bye.